Chào mừng các bạn đã trở lại video bài giảng của Revit Plus. Hôm nay thì trước khi vào bài giảng thì Revit Plus cũng muốn có một đôi chút nói chuyện tâm sự với mọi người. Thì đó là vấn đề đó. Các bạn xem video của chúng tôi trên kênh YouTube. Ok, tôi hoàn toàn đồng ý, tôi share nó là public thôi. Không vấn đề gì. Nhưng mà có một cái ấy, đó là không có một cái tổ chức cá nhân ủng hộ hay là giúp đỡ tôi làm những cái việc này đó, cho nên là tôi làm hoàn toàn vì những cái mà tôi yêu thích thôi. Tôi thích thì tôi làm, tôi thích giúp đỡ, tôi thích gọi là chia sẻ mọi người tôi làm đó. Thì có kênh YouTube này, tôi thì cũng có đăng ký gọi là đối tác với YouTube ấy, nó không được là nhiều đâu, nó không phải là bạn đáng là bao. Nhưng mà khi các bạn xem video của Revit Plus, các bạn hoàn toàn thể đào về để vào máy xem. Nhưng mà tôi hy vọng các bạn có thể đó like không quan trọng nhé, tôi không cần các bạn like nhiều, tôi không quan trọng vấn đề đấy. Các bạn thứ nhất là subscribe kênh YouTube của tôi, subscribe kênh. Cái thứ hai là mỗi cái video các bạn đào về, các bạn hãy cố gắng xem trọn vẹn nó một lần trên kênh của tôi, sau đó hãng đào về. Đó, tôi chỉ hy vọng những cái điều đấy thôi, là các bạn đã giúp tôi một phần rất nhỏ thôi, để tôi có động một thêm một chút nào đó động lực để làm đó. Chia sẻ đôi chút thế. Thì còn vào video bài giảng hôm nay thì vẫn tiếp tục series về nhà hát thôi, nhà hát bể bơi hay sân vận động, nó cũng tương tự như nhau, nó kiểu kiểu đấy. Thì qua những cái bài vẽ trần lần trước này, hoặc là xếp hàng ghế đường dốc này, thì các bạn cũng yêu cầu tôi là vẽ cái đường dốc vẽ đường dốc của nhà hát như nào. Đây, cái đường dốc như này, các bạn hỏi là dựng nó như nào cho chính xác, cho đúng. Nhìn thì đơn giản thôi, nhìn thì có thể dựng nó bằng stair hay như nào đấy, nhưng mà chắc chắn là dựng một stair bằng thang là không được rồi. Vì sao? Vì bạn dựng bằng thang thì các bậc này, chiều cao của bậc ấy nó luôn bằng nhau đó. Nhưng ở trong nhà hát, trong nhà thi đấu hay trong rạp chiếu phim thì mỗi lần bạn dựng cái đường dốc này thì càng càng về sau ấy, càng đến những hàng ghế bên trên ấy, thì nó sẽ càng dốc hơn, càng dốc lên đúng không? Đấy, cho nên nếu bạn dựng stair chắc chắn là không chính xác rồi. Hôm nay tôi ở trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn dựng cái đường dốc làm sao cho chính xác nhất, chuẩn xác nhất. Đó, ok. Đây, tôi cũng có dựng bên ngoài một cái đường dốc như này. Tôi dựng một cái đường dốc như này để vào trong file như thì nó nặng file thôi. Tôi dựng một cái đường dốc như này, tôi ẩn bớt cái ghế này đi. Đó, đường dốc như này, tôi về mặt cắt này, các bạn thể nhìn thấy ngay. Đó, tôi đi cho các bạn xem nhé. Cái này tôi đã tính toán rồi, đã chính xác rồi đó, thấy chưa? Càng về sau này, càng bậc sau này thì chiều cao của bậc nó càng nào, càng cao lên, càng lớn lên, lớn hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Càng về sau chiều cao của bậc nó càng lớn lên. Đó. Vậy làm sao để dựng được một cái đường dốc này, cái sàn dốc của khán phòng này một cách chính xác, cách chuẩn xác nhất, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu bài hôm nay. Trong nhà hát hay nhà thi đấu hay là bể bơi thì các bạn đều cũng thế thôi nhá. Các bạn để xem đây mà làm. Đó. Rồi, ok. Copy cái này ra đây đi. Cái tia này thôi. Như ở cái bài xếp cái đường dốc ấy, ghế này này, thì các bạn cũng biết tác dụng những cái tia này rồi đúng không? Những đường reference này nó tác dụng nhà rồi. Ok. Thực ra tự xóa đi cũng được, không vấn đề gì. Rồi. Ở bài này, phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thẳng trong dự án mình vẽ bằng component. Các bài trước tôi cũng đã giới thiệu qua công cụ này rồi, thì bài hôm nay chúng ta vẽ tiếp thôi. Tôi đặt nó generic model. Đó, ok. Tôi đặt là sàn dốc. Ok. Sàn dốc khán phòng hay dốc nhà thi đấu hay như nào đấy. Lệnh dùng đây tôi dùng nó là lệnh bình thường, tôi hay dùng lệnh extrude. Thì bài hôm nay tôi dùng lệnh sweep. Sweep đó, sketchpad là vẽ đường dẫn và tiết diện, nó profile tiết diện.
Tôi vẽ nhanh nhé, các bạn thì tự uốn néo nha, tùy bạn. Tôi vẽ nhanh theo cái đường dẫn ở cái sàn dốc trước tôi đã tạo đấy đấy. Nó không khác nhau là mấy đâu, như nhau thôi. Đó, ok. Ví dụ tôi được một cái như thế. Finish. Bây giờ tôi edit profile. Các bạn cũng hoàn toàn có thể vẽ bằng family profile rồi load vào nhé. Nhưng tôi vẽ thẳng trực tiếp trong này. Đó. Tôi ẩn cái ghế kia đi. Để cho nó đỡ, để nhìn nó dễ thôi mà. Rồi. Bây giờ tôi vẽ. Tôi lấy điểm điểm này. Sẽ là hàng ghế đầu tiên của tôi. Cái này của tôi thì nó cũng đã trùng với cái level tầng 1 rồi. Đó. Hàng ghế đầu tôi bắt đầu từ đây, xong đi lên đi lên đi lên dần. Chéo theo cái đường như này. Chéo theo cái hướng như này. Ok. Rồi bây giờ tôi làm nào. Thì đầu tiên các bạn phải biết công thức tính toán vẽ sao cho đúng. Thì ở đấy thì các bạn phải vẽ những đường gióng. Đầu tiên tôi vẽ bằng reference. Tôi vẽ reference. Đó, tôi vẽ một đường reference. Rồi, tôi để copy nó ra. Copy nó sang. Ở đây khoảng cách giữa mỗi bậc này thì tôi để khoảng 1 mét. 800, 900 hay 1 mét tùy các bạn. Ở đây tôi để 1 mét. Tôi sẽ khoảng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bậc đến bậc thứ 10 tôi sẽ làm một cái đường đi nó dài hơn một chút. Xong 11, 12, 13, 14, 15. Đó, đại khái là kiểu đấy. Tôi đánh thôi, 1 mét. Copy ra. Click on chain multi này. Hai bậc này. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, cái bậc này thì tôi cho nó dài hơn, khoảng 2 mét. Rồi tiếp tục 1 mét, 10, 1 này. Đó, đại khái là như thế. Đó, tôi bằng này bậc, đi lên, đi lên, đi lên. Vẽ đại khái thôi, còn chính xác là trong cái bài của các bạn hay là như nào, nó bao nhiêu mét này, như nào đấy thì tùy các bạn nhé. Tôi không cấm. Rồi, bậc đầu tiên, người ngồi đây, tôi sẽ hướng lên. Cái công thức ấy, tôi sẽ copy ra một đoạn nó khoảng rơi khoảng 9 mét đi. Tôi sẽ lấy đây là tiêu cự của tôi. Tiêu cự F đấy, tiêu điểm F hay như nào đấy. Cái này thì đọc trong công thức thì thầy hay là ai ra hướng dẫn các bạn hay là kiến trúc sư thì ai cũng biết những cái công thức này rồi. Tôi chỉ nói qua cách làm thôi nhé. Rồi, tôi vẽ tiếp đường reference. Tôi gióng, đầu tiên tôi lấy khoảng 1 mét. Thì đây là cái tầm mắt của người nhìn đầu tiên này. Đây sẽ là điểm nhìn của tầm mắt của người đầu tiên. Nó rơi khoảng 1 mét. Thì tôi làm như nào? Đó, công thức. Rồi, RP viết tiếp tục vẽ reference. Tôi nối với điểm tiêu cự. Tôi được tầm mắt của người đầu tiên, đúng không? Tiếp theo hàng ghế thứ hai, tôi copy này lên 200. Cái này thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, vì lâu tôi không làm, nó khoảng 180 200 gì đấy. Tôi nhớ không nhầm lắm, 200 là nhìn như là cao vậy đấy. Cái đấy thì tùy nhá, tôi sẽ hướng dẫn cái hướng làm thôi. Còn chính xác nó bao nhiêu thì các bạn cứ xem lại công thức. Nó cũng dễ thôi, vì lâu tôi không làm nữa không để ý lắm. Hình như tôi nhớ không nhầm nó khoảng 180 200. Đó, cao lên khoảng 200. Ok. Tiếp theo ta dùng tiếp đường reference. Dùng tiếp những đường reference, lệnh tắt RP. Tôi lối cái điểm này thứ hai. Nào đấy, vào cái điểm tiêu cự F của tôi đấy. Tôi kéo dài nó ra. Nó cắt cái hàng thứ hai này ở đâu thì đấy là cái ghế ngồi tầm mắt người thứ hai, tôi vẽ reference xuống sang. Được chưa? Cái khoảng cách cao tôi lấy là 1.000 mà, thì bây giờ cái bậc tôi xuống cũng khoảng là 1.000, tôi copy xuống 1.000. 1 mét. Đó. Thì tôi có bậc đầu tiên. Thì cái bậc tôi nó sẽ như này này. Được chưa?
Tiếp tục tương tự như thế, ta làm tiếp 200. Các bạn để khoảng 180 bao nhiêu nhá, tôi để 200 này thì đường nó hơi cao. Tiếp tục tôi vẽ tiếp. Reference. Tôi kéo nối đến cái điểm thứ ba, cái hàng thứ ba. Cắt ở đâu thì đấy là tầm mắt của người thứ ba. Rồi, copy xuống 1 mét. Thì đây là hàng ghế thứ ba. Tiếp tục tôi làm tương tự như thế. Cách để vẽ bạn, các bạn vẽ cho đúng thôi. Nó hơi rụng công một tí đúng không? Nếu mà ai có cách làm nhanh hơn hay là tốt hơn thì các bạn thì chỉ thôi. Rất hoan nghênh cùng học hỏi. À chết, xin lỗi. Copy cái này xuống 1 mét. Nói đến đây thì các bạn có thể làm được rồi, hình dung. Hình dung ra hướng làm là các bạn có thể làm được rồi. Nhưng mà cố gắng xem hết video hay là một lần nhá, hãng đào về hay là như nào đó. Rất cảm ơn các bạn làm được việc đấy. Like cho tôi nữa thì càng tốt. 200. Rồi, ok. Sau một thời gian đo đạc, tính toán, kẻ vẽ thì đã được vẽ xong cái bậc của tôi như này. Đó, tôi đã xong cái bậc như này. Việc bây giờ tôi đơn giản thôi. Đó là finish. Đó, thấy chưa? Tôi đã được cái bậc như này. Những bậc của tôi bây giờ này, cái tôi cần bây giờ là cắt cái chéo chéo vát chéo vát cái bậc này đi, đúng không? Của tôi bây giờ tôi đang cần chéo vát này đi, thì rất đơn giản thôi. Các video trước tôi bảo mãi rồi, void extrusion thôi. Đó, dùng void extrusion. Voi chusen này, đục nó đi thôi. Rồi, finish. Chưa thể đục đúng không? Nếu nó cắt đâu mà đục. Kéo nó cao lên. Kéo xuống. Đó, về tầng 1. Về sai đi. Đó, được chưa? Ta được cái đường dốc chéo này. Muốn vào hay như nào đấy, tùy. Muốn chéo nữa cũng được thôi đúng không? Đó, chéo nữa này cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Đấy, tôi cắt thử này đi cho các bạn xem. Được chưa? Tôi vào một cắt này. Cắt này như chưa nhìn thấy rộng. Cắt nhìn ra sau đi. Đó. Tôi được như này. Các bạn thấy chưa? Tôi được sản dốc này. Thể hiện làm sao? Thì tôi ở đây tôi có một cái, tôi làm nhanh thôi nhỉ. Có cái thư viện 2D này, tôi đang lắp vào rồi cho nhanh. Cách xếp ghế 3D nhá. Thì video lần trước tôi đã ấy rồi đấy, đã có rồi đấy. Các bạn có thể tìm và xem thôi. Đó, tôi xếp vào đây thôi. Ví dụ như này. Rồi, ok. Này, ta sẽ đi này. Đấy, đi tạm những vài cái đấy. Đó, thấy chưa? Càng lên cao các bậc của chúng ta càng cao, nó không thể đều nhau được. Đấy mới là trong nhà hát, trong nhà thi đấu, trong rạp hát, rạp chiếu phim nó là như thế.
cách thức của nó là như thế. Rồi, ok. Bài giảng đây cũng dài rồi, sẽ kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nhớ hãy xem ít nhất một lần rồi hãng đào nó về. Đừng có vội vội vàng vàng đào, hãy giúp tôi một chút như thế. Ok. Rồi, chào các bạn.